mũi Trường Long lại có động thái quan tâm hậu hoàng đến quá độ khiến dân mạng phải đặt cho biệt danh này. Người hâm mộ không khỏi dần dần trước động thái mới nhất của mũi Trường Long dành cho hậu hoàng. Nhất cử nhất động của hậu hoàng, mũi Trường Long luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây trên trang Instagram cá nhân, hậu hoàng bất ngờ đăng tải khoảnh khắc siêu dễ thương của mình và những chú cún cưng. Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đáng chú ý nhất chính là việc chỉ sau một phút khi hậu hoàng đăng tải loạt ảnh thì người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra mũi Trường Long cũng đã vào thả tim. Theo như cư dân mạng thì chỉ có những người tương tác với nhau nhiều hoặc đặt thông báo mới có thể hạ tim nhanh đến như vậy. Qua đó nhiều người hâm mộ tiếp tục củng cố niềm tin về việc đẩy thuyền cho cặp đôi. Đặc biệt hành động thả tim nhanh ngang ngửa với người hâm mộ khiến nhiều khán giả đặt cho mũi Trường Long biệt danh người trời hệ tên lửa, bởi cứ bức ảnh nào mà hậu hoàng đăng tải là anh chàng cũng nhanh chóng thả tim lê lịa, không trượt phát nào. Mũi Trường Nguyễn Việt Long và hậu hoàng là cặp đôi nhận được sự chú ý và yêu thích của người hâm mộ. Cả hai được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền suốt 16 tập phát sóng của Sao Nhập Ngũ. Trước thời điểm chương trình kết thúc, mũi Trường Long gây xôn xao khi thừa nhận từng lập gia đình nhưng đã ly hôn và có một cậu con trai 4 tuổi. Tuy nhiên không vì thế mà hậu hoàng bỏ mặc anh chàng. Cô nàng vẫn liên tục đăng tải hàng loạt bài viết bày tỏ sẽ bảo vệ mũi Trường Long hết mình trước sự tấn công của cư dân mạng. Mặc dù cả hai cũng từng tiết lộ chỉ xem nhau là bạn bè thân thiết, tuy nhiên người hâm mộ vẫn không khỏi ngừng đẩy thuyền đối với hậu hoàng, mũi Trường Long vì quá đẹp đôi. Thích mà nó không vỡ mẹ. To lên mới có sức chặt được. To lên mới có sức chặt được. Có lúc em ghét quá, em đứng trong phòng em còn hét lên em ghét quá. Hét to lên là tập trung cả tinh thần vào. Hét to lên là tập trung cả tinh thần vào. Ông ơi, CV của con đây nhé, con dân chơi hệ đào. Chân tay con nhìn tuy hơi bé mà có sức mạnh đỉnh cao. Cao. Trời ơi, một viên có gì mà không đập được, đồng đội mình còn toàn đập hai viên này. Chẳng lẽ một viên mà mình không đập được, em không nghĩ là tay em yếu đến thế. Hết to lên. Góc lại nha, không chặt ngón tay nha. Hết trà nha. Xe tăng của tim vậy đó. Cũng thật sự cũng hơi sợ bởi vì kiểu cũng là con gái mà bây giờ chẳng may kiểu máu quá hay sao đấy thì chẳng may tay ấy bị gãy hay là bị làm sao. Nên là mình cũng chưa sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình nên là chỉ có được 3 viên thôi. Các ông chí quan sát. Ông chí hậu, cho gọi lên để tôi tổng hợp kết quả trước đơn vị. Tổ 1, đồng chí Diệu Nhi lựa chọn 2 viên, chặt vỡ 1, còn 1. Tổ 2, đồng chí Thúy Hậu rất mạnh mẽ, lựa chọn 1 viên, nhưng không vỡ viên nào cả. Viên gói của tôi chưa sứt ở một vị trí nào, chưa sứt này. Vâng ơi. Đồng chí, tiền gói này đồng chí tặng lại cho tôi được. Dạ.
viên ngói này thì sẽ gửi lại để xây nhà để cho đồng chí Khánh Vân với đồng chí về cùng một ngôi nhà đó, cùng đội chống đẩy ngày hôm nay. Định gỡ anh đúng rồi, chẳng muốn hơn thua nữa lời, mặc anh bôn lo ba là em về nhà. Thật ra thì ba ngày đầu không nói chuyện đến quá, câu thứ hai là bởi vì lúc đấy cũng chưa kiểu hiểu gì, chưa kiểu thân nhau. Rồi ba ngày đầu là ba cái ngày mà mình đang phải kiểu vào một cái guồng đúng không ạ, nhanh xong rồi làm quen với cuộc sống mới ấy, nên là không có thời gian để mà nói chuyện hay chia sẻ nhiều. Thì tại sao mình mới trưởng thân thì hôm nay mình sẽ tiết lộ một câu chuyện chưa được bật mí. Đấy là cái ngày mà bọn mình nhập ngũ 7 ngày, thì cái ngày mà hôm đêm cái hôm thứ 6 ấy, đấy là lúc đấy là sắp phải chia tay rồi mà, xong kiểu buồn ấy, tức là mọi người ra ngồi nói chuyện với nhau cũng đông. Nhưng mà sau đấy là nói chuyện một lúc thôi, mọi người kiểu buồn ngủ bắt đầu về dần. Thì còn lại mỗi mình với cả mũi trưởng thôi, là hai người thức khuya nhất. Thế là hôm đấy bắt đầu cũng ngồi nói chuyện, chia sẻ các câu chuyện cuộc đời, các thứ. Thế là nói chuyện với nhau đến tận 4 giờ sáng. Xong rồi 5 giờ hơn mình lại dậy, mình đi tập ấy. Thế là mọi người có thể xem cái hôm mà bắn súng Galin cuối cùng ấy, mắt mình kiểu sập dã man như này này. Đấy. Sợ quá, mắt trượt cả 3 viên mất, trời ơi đúng. Nói chung là sau hôm đấy là mới bắt đầu thân, là bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thì càng lúc càng chia sẻ nhiều thì thân hơn. Tớ xin có câu hỏi ạ. Trước khi nhập ngũ thì nghe ba mẹ nói mong sau 7 ngày nhập ngũ dắt được người yêu về là ba mẹ vui rồi. Lúc đó Hậu có suy nghĩ gì về việc sẽ quen một quân nhân? Và bây giờ thì suy nghĩ của Hậu về việc này như thế nào, có gì khác không? Thật ra là trước khi đi nhập ngũ, mình có từng nói với bố mẹ mình một câu là con sẽ không bao giờ yêu bộ đội. Hả? Mình đã thực sự từng nói như vậy. Nhưng mà sau khi mà mình nhập ngũ về, xong mình thấy kiểu ui, mọi người ngầu thế, xong mọi người khủng dã man ấy. Đấy, lúc đấy thì mình kiểu ui, thay đổi của suy nghĩ của mình đã bắt đầu có một sự thay đổi ấy. Xong mình nghĩ là kiểu nếu mà thực sự cái duyên đến mà người đó là một chú bộ đội thì cũng không sao cả, bởi vì người yêu mình mà là người bảo vệ tổ quốc thì mình phải thấy tự hào. Yeah. Thì cảm ơn mọi người vì đã đặt câu hỏi cho mình, và cũng xin lỗi mọi người là mình không thể trả lời được hết tất cả các câu hỏi của mọi người. Hẹn gặp mọi người vào một dịp tới nếu có thể. Cảm ơn mọi người. Lữ đoàn 429, chúng tôi sẽ nhớ mãi không quên. Bên nhau có bao nhiêu khó khăn, cùng với những người đồng đội. Lữ đoàn 429, chúng tôi sẽ nhớ mãi nơi đây. Tự hào là một người chiến sĩ, và tôi sẽ nhớ mãi. Đồng chí Thúy Hậu. Có. Đồng chí cho chúng tôi biết cảm nhận của đồng chí sau 7 ngày nhập ngũ. Báo cáo đồng chí, những ngày qua ở lữ đoàn khiến chúng tôi khá tâm lý. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người chiến sĩ, với những bài học mới và những trải nghiệm thật thú vị. Đẩy sao, thức dây, học võ, bắn súng, mọi thứ đều là lần đầu khiến ai ai cũng cảm thấy lúng túng. Ném pháo tay, vân vân cả, rồi còn cả lúc đi hành quân. Tất cả mọi thử thách nhìn thì dễ nhưng lại quá gian truân. Trong những lúc khó khăn không thể thiếu những người đồng đội. Đồng chí Lương Hưng Toàn là mẫu quên mình đến phát tội. Đồng chí Doanh đầy lỗi, hiểu công lộc ít nói thôi rồi. Linh Huế Dung Thâm Hà tuy là nữ nhưng rất cừ khôi. 7 ngày tuy vất vả nhưng bù lại thì rất vui tươi. Cảm ơn đồng chí Long đã luôn luôn chăm sóc mọi người. Cảm ơn sao nhập ngũ.